Alo. Dạ, ba má khỏe không? Dạ, con cũng khỏe. Dạ. Dạ. Công việc làm ăn vẫn bình thường ba má. Dạ, để con sắp xếp công chuyện là ổn thỏa rồi con bay qua bển thăm ba má nha. Dạ. Dạ sao? Chuyện vợ con của con hả? Để từ từ đó ba má ơi. Từ từ tính nha. Con biết là ba má muốn con có vợ rồi sanh con ha, rồi đem con qua bển để cho ba má có cháu để bồng đúng không? Nhưng mà từ từ đi ba má, chuyện vợ con đâu phải là một sớm một chiều là xong đâu. À, không phải là con tránh né, nhưng mà alo. Bực mình ghê. Mỗi lần mà nhắc tới cái chuyện vợ con là ông bà giận cúp phone vậy thôi. Mà đâu phải là tại mình không muốn lấy vợ đâu. Lớn chừng tuổi này mà không lấy vợ chừng nào mới lấy. Kẹt cái là cứ hai tại hai cái ông nội nè. Ở trong nhà là cản mũi kỳ đà không à. Bực mình. Ông cực đâu? Ông cực. Dạ. Ông cực ơi. Dạ. Dạ sao chưa thấy? Tôi. Chú làm cái gì vậy? Mỗi lần tôi kêu chú á là cả tiếng đồng hồ chú mới ra là sao? Dạ thưa cậu chủ, cuộc sống của chúng ta lúc mà cũng phải có trước có sau, cũng phải có tổ tông thì mới có con cha. Dạ kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết, tổ tiên lùa người xuất hiện cách đây hơn 2000 năm về trước. Thì khi đó con người chỉ biết sen bát há lượm là chính, rồi đi bàn chân ăn bóc bàn ta. Nè, nói túm lại tôi hỏi chú làm cái gì đằng sau nhà? Dạ kính thưa cậu chủ, tổ tiên của loài người, trời đất ơi, trải qua bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu lần tiến hóa tôi không nhớ nổi, nhưng kính thưa cậu chủ, con người ngày xưa chỉ sang bát há lượm, nhưng con người ngày hôm nay thì biết mặc quần ố, biết nấu cơm bằng nồi, ăn bằng chén, uống nước bằng ly. Nói túm lại tôi hỏi là chú làm gì tại sao nhà nãy giờ mà chú không lên đây? Dạ hồi nãy giờ rửa ly chén. Trời đất ơi, chú rửa ly thì chú nói là chú rửa ly đi hả? Chú làm gì mà đưa tới tiến hóa của loài người vô đây là cái gì? Dạ cái gì cũng phải có trước có sau. Trời ơi, bây giờ đó nói túm lại là ly chén rửa xong sạch sẽ rồi phải không? Dạ. Ừ, bẻ hết rồi. Cái gì vậy? Dạ như cậu chủ cũng đã biết, nhựa là một chất liệu có thể chịu va chạm tốt. Khi chúng ta thả một cái ly nhựa từ trên bàn xuống đất không bao giờ bể. Nhưng một đống chén mà thả từ trên ta xuống đất bể tan bành. Trời đất ơi, tại sao nó bể? Dạ kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết, trời ơi, lùa chuột xuất hiện trên trái đất cách đây hơn 2000 năm về trước. Lúc đó lùa mèo chưa xuất hiện. Nay lùa chuột cứ thế mà sinh sôi nả nở, không ai giết hết, rồi tràn lan trên thế giới. Rồi đột nhiên có ba con xuất hiện trong nhà cậu chủ, rồi chúng cũng sinh đàn trá đống, rồi cũng kết hôn với nhau, rồi đẻ rằng rằng. Rồi một trong những đứa con trá của chúng trộm mạc với tôi. Và lúc trộm mạc thì lúc đó tôi đang cầm ly, vô tình tôi thấy con chuột, ô cha chuột, rồi bể ly. Tôi bước lên đây. Tại sao mới làm tôi nói chuyện với tôi là chú nói dài dòng văn tự như vậy hả? Dạ cái chuyện cũng phải có trước có sau. Trời ơi, bây giờ nói túm lại như vậy, câu chuyện của chú là chú đang rửa ly, một con chuột chạy ngang, chú giật mình, chú làm rớt cái ly xuống đất bể đúng không? Không. Chứ sao? Bể nguyên mâm. Trời ơi, trời ơi, tại sao bao nhiêu đồ sành sứ trong nhà của tôi chú làm bể hết trơn vậy chú cực? Dạ kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết. Trời ơi nè, thôi được rồi. Không phải tại tôi làm bể ly không phải tại tôi, tất cả là do định mệnh. Định mệnh cái gì? Chú nói tôi nghe đi, định mệnh là sao? Ly chén từ cát bụi mà ra, cho nên tôi giúp chúng trở về với cát bụi.
Trời ơi, chắc tôi điên với chú á, chú thật ơi. Chú làm bể như vậy hết là rứt trong nhà tôi mạt luôn sao? Dạ thưa cậu chủ, như ông bà ta thường nữa. Nói cái gì? Của đi tha người, của đi rồi thì người mới ở lạ. Nếu như tôi không làm bể mấy cái ly chén, cậu chủ sẽ đi xoa. Tôi không có giỡn mặt cái chú nha. Thôi được rồi, chuyện đó từ từ tôi tính. Dạ. Cái chuyện tôi nhờ chú sao rồi? Dạ. Tôi nhờ chú đem bông tới tặng cô Lan, bạn thân của tôi. Dạ. Bữa nay là khai trương tiệm của cổ. Dạ. Chú làm xong chưa? Dạ thưa cậu chủ. Ừ. Như cậu chủ cũng đã biết nữa, Đà Lạt là một nơi thích hợp để trồng hoa. Cái gì vậy? Thôi em cũng là tôi lo xong hết rồi. Làm xong hết rồi không? Xong hết rồi. Dài dòng nhân tự. Cái chuyện phải có trước có sau. Alo. Anh nè. Sao? Em thích quà của anh không? Quà tím đó. Tại anh bận quá nên anh sai người làm tới gửi cho em. Hả? Cái gì? Sao? Trời ơi chú Cực ơi, chú điên không vậy? Không, tôi bác sĩ khẳng định tôi rất bình thường. Chú bình thường là sao? Chú đem bông tới tiệm người ta, khai trương là ngày vui, chú để cái chữ ngàn thu ăn gắt là sao? Hả? Đâu có, tôi đâu có lộn. Tôi giao chú mà, chú nói ai làm? Hồi sáng giờ tôi mát nửa ly chén, tôi không có rảnh cho nên tôi nhờ ông Miền đi lộn. Trời ơi, tại sao tôi giao cho chú, chú đưa giao cho ông Miền? Rồi ông Miền đâu? Dạ, thưa cậu chủ. Cái gì vậy? Ông Miền đâu rồi? Dạ thưa cậu chủ, nghe lời cậu chủ tôi đã có mặt rồi. Chú à. Cái gì? Chú có điên không vậy? Điên gì à? Tại sao chú giao bông chú lại để cái ngàn thu ăn dứt? Cái tiệm người ta đang khai trương là ngàn đẹp vui. Quá mà, đẹp quá. Trời ơi, tôi giao cái bông tới ngang cô chủ quán gì đó mà khai trương đó. Cô vừa nhìn cái dòng chữ thôi, cô bật ngửa, cô vui, cô bật ngửa. Cô xỉu là chị, cô tức quá đó, chứ không phải bật ngửa đâu. Ủa sao tức? Tôi đi hỏi, tôi nghiên cứu đàng hoàng, nói là cô Lan thích bông tím. Thích bông tím? Hoa Lan tím, đó tím. Là ngày xưa cha trôi Lan thích yêu màu tím. Thôi được rồi. Đó. Rồi xong xuôi tôi ra tôi đặt cái dầm hoa tím. Xong người ta mới hỏi tôi là có để cái chữ gì lên cho nó đẹp không. Tôi nói thiệt à, đưa ra một đống chữ cái biểu tôi lừa. Trời ơi tôi đâu có lừa. Tại sao vậy? Đâu biết chữ đâu lừa. Trời không ơi. Biết chữ. Chú không biết chữ thì trong tiệm có người cho sao chú không biết hỏi. Có, tôi có hỏi người ta. Trời, tôi nghiên cứu kỹ lắm nè cậu. Đâu phải tôi ẩu tả đâu, tôi nghiên cứu kỹ lắm. Nó đưa ra chữ đen với chữ trắng không, tôi thấy không hợp rồi. Mắt thẩm mỹ của mình để đâu? Chỉ có cái hàng ngàn thu ăn rất là màu tím thôi. Tôi để lên cho nó hợp. Cậu biết không, nhiều khi cái chữ nó cái gì kính viếng nè, rồi thành kính văn ưu này, vô cùng thương tiếc, tôi thấy không hay bằng ngàn thu ăn rất. Tôi để lên luôn ghê không. Chứ còn mình không biết chữ mà tự nhiên mình hỏi người ta, tự nhiên là đâm ra lại ông ta ở bụi này, người ta biết mình không biết chữ nhục chết. Chú nhục, bây giờ tôi mới nhục nè. Sao cậu? Cô Lan bạn thân tôi, cô gọi điện thoại tôi, có mắng vốn tôi. Mắng vốn gì? Bà thấy vòng qua bà vui quá, bà bật rửa ra mà mắng vốn trời. Thôi đi chú ơi. Sao tự nhiên mắng vốn? Tự nhiên nó cái ngàn thu ăn dắt cho. Ai biết đâu, thấy cái từ đó hay mà. Ha gì mà ha. Alo. Em hả? Anh nè. Anh xin lỗi nha. Không, không, lỗi không phải của cậu. Cô lỗi cho tôi. Alo, cô Lan hả? Tôi nói cho cô nghe nè, cái đó không phải lỗi của cậu chủ tôi đâu, đó là lỗi của tôi. Nhưng cô nên nhớ rằng cậu chủ tôi rất là yêu cô tha thiết lắm cô Lan à. Cô hãy bỏ qua những cái chuyện đó nghe cô Lan. Tôi nói thật với cô Lan, cô có tin một điều rằng cậu chủ tôi rất yêu cô. À, sao? À, cô không phải là cô Lan à. Cô là cô có gì? À, cô Huệ à. Ok mẹ nói gì đi, Lan Huệ gì cũng lên bàn thờ mà. Vậy đi nha. Sao? Rồi. Cúp đầu, cúp đầu ông chủ. Cúp đầu. Người ta không cúp là lạ đó. Không, họ cúp đầu với lại họ nhắn tôi là nhắn với cậu chủ giùm. Nhắn cái gì? Là xóa số điện thoại cô đi, đừng liên lạc với cô nữa. Đó. Tôi rảnh quá. Tôi không biết ai cũng nhào tôi nói chuyện. Đâu biết, tại tôi thấy cậu xin lỗi, tôi cảm thấy tôi có lỗi nên tôi nhận, tự nhận mà nhận bị lố. Tôi không hiểu tại sao ba má tôi giữ hai người làm cái gì không biết nữa. Bây giờ tôi lớn rồi, tôi trưởng thành rồi, tôi tự lo được rồi, đâu cần mấy người lo lắng cho tôi. Ha?
không cho hai chú nghỉ lâu cho rồi. Bực mình. Tự nhiên chửi rồi. Đúng chửi đúng rồi, cho ha. Cho anh. Alo. Cô Huệ hả? Cậu làm ơn cậu nói chuyện nha, cho cô tôi gửi lời xin lỗi cô Huệ nha. Tại vì tôi lại ông nội, để tôi yên nha. Alo em hả? Trước có cha mình sống thì phải có. Tôi lại ba. Để yên luôn nói chuyện. Ủa ba má có khỏe không? Ủa ba má có khỏe. Trời ơi, tôi lại ông nội, tôi lại ba, làm ơn để cho con yên. Alo, em hả? Không, anh đâu có nói, anh đâu có chửi em đâu. À, anh đang ở với lại ông nội với lại ba anh. Ừ. Hai người dễ thương lắm. Ừ. Kinh khủng lắm. Bữa nào có dịp á, anh sẽ dẫn em tới gặp hai người đó nha. Ừ. Thôi ha, rồi. Hai chú bước ra đây. Bữa nay tôi nói lần chót, tôi không muốn hai chú can dự vô bất cứ chuyện gì của tôi trong nhà, nhất là chuyện tình cảm nha. Hai chú lăng xăng lắm ha. Hai cha nội này nè, tôi dẫn bạn gái nào về á, một tuần sau là chia tay à. Mấy hai chú nói gì không hiểu nữa. Cái đó là lỗi định mệnh, phải lỗi tôi. Chú em đi. Đã thôi nha em, đừng buồn làm gì, dù thương tiếc vắng. Thôi. Bây giờ tôi đi công chuyện. Dạ. Nhớ ở nhà không được làm một cái chuyện gì kinh khủng như cái chuyện giao qua cái rồi chưa. Dạ biết rồi. Giờ tôi về có chuyện là biết ta tôi đó. Cậu chủ cứ yên tâm đi, ngoài chuyện đập đồ không còn chuyện. Cái gì vậy? Còn chú nữa, cẩn thận. Làm gì phải cẩn thận nghe chưa. Đồ trong nhà không còn bao nhiêu đâu. Tôi đi đó. Dạ, chào cậu chủ. Không khí quá ngột ngạt. Bây giờ còn hai già không? Tôi nói thiệt không hiểu sao tôi ở đợi cho nhà này lâu như vậy. Ở từ hồi nó chưa đẻ tới giờ nó lớn lên nó chửi mình xa xả mà cũng vui như thường. Tôi thấy trang cái chuyện này mới có một cái sự trùng hợp chi đó nè. Trùng hợp gì? Không để ý hả? Nó có gì đâu để ý. Mỗi lần ông quen cô mô ông giác về nhà gặp tôi với ông là quan hệ xa chia ta. Phải có cái lý do chi đó. Không lẽ tôi với ông có cái máu sát ghề dữ vậy sao? Sao ghề chứ, cho ghề của người ta mà sát làm cái cháy. Đó, nói gì nói, chính bản thân mình đây kiếm một mảnh tình rách dắt dai không có nè. Đó, cái nữ tôi mới lo. Giờ già rồi. Không lẽ mình làm ô sinh suốt đời đúng không? Mình phải có người thủ thủy lúc về già chứ. Đó, bây giờ nhà cửa không có, vợ con cũng không. Nó đuổi rồi đi đâu? Rồi ông kiếm được người mới chưa? Đang tính. Giờ sắp cháy thì mình đang tính mía. Có rồi. Có không không? Tôi giấu ông á, chứ tôi có rồi. Có không không? Trời ơi, mối tình tôi ly kỳ lắm nghe ông. Không phải như ông đâu. Quen với bà Tám mà đi lấy nước heo đó. Bà Tóm hả? Hay qua nhà mình lấy nước heo đó. Quớt bà liền hả? Đậu, tôi viết thơ tôi gửi cho bà làm thơ. Thôi cho trò trò quá cho. Không biết chữ mà viết thơ. Tôi đọc cho người ta viết giùm. Đạt cho người ta viết giùm. Trời ơi, tôi làm câu thơ, bốn câu thơ hú hồn. Đạt nghe chơi quá. Tôi đã bẻ ngã khuấy. Rồi, đạt nghe chơi. Trên trời có triệu vì sao. Xếp thành bốn chữ vì sao yêu nàng. Dưới đất có vạn con người. Mà sao chỉ có một người tôi yêu. Một tiếng đồng hồ sau tôi nhận được hồi âm liền. Kể nghe chơi. Hồi âm của con viết bốn câu thơ y chang vậy. Trả lời đó. Trả lời liền. Đạt nghe chơi, đạt nghe chơi. Trên trời có triệu vì sao, dưới đất đâu phải có tao với mày. Yêu tao thì kệ mẹ mày. Tao không yêu lại mày làm gì tao. Cái bà Tóm này bà gian thơ bỏ kỳ cục đó. Bà Tóm của tàu lô đó. Chồng bà. Đâu phải bà, chồng bà. Rang Hà đó. Bữa đó tôi tối quá, tôi đi qua tôi gõ chừng cửa, tôi đưa thơ, thấy cái tay thò ra tôi đâu biết ai. Tôi đưa trúng chồng. Ai vậy? Ai vô kìa, mở cổng đi. Mệt quá. Dạ cho con hỏi, đây phải nhà anh Lạc không ạ? Lạc cái gì, giờ mặn chằn rồi, không có Lạc gì nữa hết trơn á. Giờ này mà Lạc cái gì? Cái thứ thêm mắm dặm muối vô nó mặn rồi. Cô tìm kiếm ai ở đây? Dạ con kiếm anh Lạc. Kiếm hàng Lạc hả? Dạ. Đuổi về đi. Come in. Cái gì? Ông biểu câm nín gì? Come in thì mời vô đó cho anh. Tiếng Anh đó hả? Dạ con chào bác. Con chào bác. Dạ con là bạn gái của anh Lạc. Chị ơi, đứng xa ra.
coi chừng cái máu sát ghệ nữa. Ủa, ủa, có bạn gái rồi hả? Mấy năm trời nó đâu có dám. Quen lâu chưa? Dạ tụi con quen nhau được 2 năm rồi. Chù cho nó quen 2 năm mà không dắt về nhà. Đúng, dắt về nhà sợ. Sợ sát sát. Sát ghệ. Để tôi quen 2 năm rồi hả? Dạ. Chù cho. Dạ tụi con quen nhau 2 năm rồi. Mà anh Lạc á, anh giấu, anh không có cho con về nhà. Hôm nay con đường đột tới đây, con mong hai người lớn bỏ lỗi cho con. Không gì đâu, xích vô đây. Có gì đâu, tới nhà là vui rồi. Dạ, anh Lạc nói với con á, là anh Lạc ở chung với lại ba với ông nội. Vậy chắc hai bác là một là ba là ông nội của anh Lạc hả? Nữa là thằng nữ nói thiệt cho ở cho. Hắn kêu tôi cho nội, kêu ông cho nội là ở với cho với ông nội đó. Coi chừng cô đi cô hiểu lầm rồi giờ tính ra. Lỡ có danh phận rồi chơi luôn đi. Chơi luôn hả? Chơi luôn. Chứ mình vợ thích mất công rồi. Thẻ thích mất công mệt. Mất công mệt đúng không? Đúng rồi, chơi luôn đi. Tôi xin tự giới thiệu. Dạ. Tôi tên là Cực. Tôi là ba con Lạc. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Miền. Ông nội của con Lạc. Ông nội. Ông nội của con Lạc. Dạ. Dạ con. Mời vô ngồi chơi. Dạ. Ba đi từ từ nghe ba. Có chuyện té ba. Để ta đóng trà cho rồi, đóng ông nội mệt tới mẹ luôn. Lỡ rồi cho. Ngồi đi con. Dạ con cảm ơn. Ngồi. Anh Lạc nói là anh Lạc ở chung với ba với ông nội. Vậy thì con thấy chắc gia đình mình hạnh phúc lắm đúng không? Hạnh phúc lắm, nghe cái tên là hạnh phúc rồi. Dạ. Tôi tên Miền, điện cực nó tên Lạc đó, Miền Cực Lạc đó, hạnh phúc không? Dạ. Vậy là cả nhà mình thương nhau lắm hả bác, phải không? Thấy vậy thôi, bề ngoài thôi. Chứ thương nhau gì đâu. Tôi đẻ con mà tôi không sinh tính nó được. Để nó đẻ cháu ra nó cũng không dạy được. Cho nên gia đình này chỉ có một mình thằng Lạc là cháu đích tôn. Mà trời ơi, Cái chị nó cho lỡ rồi phải thảm thiết lên. Trời ơi, nghe nhắc thầy cháu đích tôn à, lòng quặn đau à, như ai xé ai cào. Cho ai cho nó không có thương ông nội đó, nó không thương cha đó. Mỗi tháng nó trả lương là nó quăng ở trong mặt vậy đó. À không, mỗi khi nó cho tiền là giống như nó bố thí vậy. Mà tôi hỏi cô này ở đợ cũng lâu rồi chứ. Là sao hả ông? À mấy người ở đợ là tụi tôi cho đi hết rồi. Chị thương cháu thương con mình ở lại giúp nó mà xin nó lên lương thôi. Xin nó đi Lương Sơn chơi thôi mà nó không cho đi. Bây giờ khổ lắm cô, nhiều cái khổ, hoàn cảnh khổ trời. Bà ơi nuôi chồng cô ơi, gia đình không sinh ra một đứa cha đích tông mà sinh ra một đứa mắt dạ khốn nạn lắm. Hắn không có thương bà hay với ông nội hết. Tôi nói thiệt với cô, cua tôi như là ô chinh, hắn cua ông nội hết như là ô chinh. Nua ra có lẽ cô không tin, một chút nữa hắn mà về đây, cho dù có cô đứng đây đi chăng nữa, hắn cũng chỉ thẹn với mẹ tôi với ông nội hết. Ô chinh của anh đó. Cái gì? Anh Lạc dám nói bác với lại ông nội là ô xin hả? Ô xin. Con không tin chút xíu nữa, con chứng kiến, con hỏi nó thử ai đây, nó sẽ nói là ô xin của nó. Đáng mắc dạ lắm. Ông ơi. Ông ơi. Sao không ăn? Đi. Hả?
Hai cha nội nó mất rồi. Nó về rồi, đứng lên hỏi thử đi. Ủa, vui. Em, anh tới hồi nào vậy? Sao mới dọc trội? Hết vui rồi. Tôi không ngờ anh là con người như vậy đó anh Lạc. Bao lâu nay tôi tưởng anh là người biết trước biết sau, không ngờ anh là con người như vậy. Hả? Tại sao anh có thể biến thành con người như vậy? Tôi thất vọng về anh lắm, anh biết không? Em nói cái gì vậy? Em nói gì không hiểu vậy? Tại sao anh biết nhà anh em tới? Nhờ tôi biết nhà anh tôi tới, bây giờ tôi chứng kiến được một sự thật. Anh nhìn đi. Anh nhìn đi. Anh tại sao anh có thể đối xử với lại ba anh với ông nội của anh như vậy được hả? Ba ơi, ba. Em bình tĩnh, anh hiểu rồi. Thì ra là hai cha nội này dở trò. Em biết hai người này là ai không? Là ai? Hai cha nội này là U Xin của anh. Người làm của anh. Hai người. Anh nói cái gì vậy anh Lạc? Anh nói cái gì vậy? Đó là ba với ông nội của anh mà. Cái gì? Hai người này là U Xin, người làm. Ngày xưa ba nói con rồi, đẻ nó ra bóp cổ nó mẹ đi chưa rồi. Mày thương con mày để bây giờ nó kêu ông nội nó là Ô Xin, nó kêu cha nó là Ô Xin. Ba đừng có trách con tội nghiệp, bóp cổ hắn là ước mơ lớn nhất cuộc đời con. Anh Lạc, cái gì? Tôi nói lại một lần nữa, đó là ba với ông nội của anh nói vậy chứ mà em, anh nghĩ sao anh nói hai người đó là Ô Xin vậy hả? Em ơi, em hiểu lầm rồi, không phải là như vậy đâu. Hai người này đâu phải là cái... Em không hiểu gì hết á. Trời ơi, bây giờ người yêu nó mà bây giờ nó cũng không tin, thấy chưa? Ông có biết tại vì ra không? Nó muốn bỏ anh ta. Quen 2 năm rồi, hốt hoàng rồi. Đâu có cần nữa. Bây giờ nó nói cô không nghe. Đâu tin đâu. Anh nghĩ sao vậy anh Lạc? Hai người đó là ba giám nội của anh mà. Anh bước tới xin lỗi hai người cho tôi, nhanh lên. Cái gì? Bà đau tim quá con ơi. Trời ơi, ông nội làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Tôi bấm. Anh điên hả? Trời ơi, nghịch tử. Cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy bà? Giết tôi luôn đi. Anh điên hả? Trời ơi, nó giết cha nó rồi. Trời ơi, quan gia nghiệp chưa nè, trời ơi. Em không hiểu đâu, sự thật nó không phải như vậy. Cái chuyện em hiểu lầm rồi. Em nghiêm túc với anh, em nói anh bước qua đó quỳ xuống xin lỗi ba với ông nội của anh, nhanh lên. Ê, nó không nghe lời cô bỏ nó đi. Anh không làm đúng không? Anh không làm đúng không? Bây giờ tôi chết ở đây cho anh coi, chúng ta không có liên quan gì với nhau nữa. Thôi, anh làm. Bước qua đó quỳ xuống xin lỗi ba với ông nội, nhanh lên. Được rồi, vì tình yêu của anh đối với em. Nè tới. Đứng lên, để nó quánh. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Nhiều quá đi con. Xin lỗi. Nó không nói, thôi cô về đi. Nói. Thưa bà, con xin lỗi bà. Thưa ông nội, con xin lỗi ông nội. Mày đẻ con mất dạy quá. Tao là ông nội, tao lớn hơn mày mà nó thưa mày trước thưa tao. Cô thấy rõ ràng không? Dạ, thưa ông nội, con xin lỗi. Chào đích tôn của ông, đánh con, ông đau còn nhiều hơn con kìa. Nhưng tại sao nó lại ly như vậy? Tôi không nghĩ điều đó con ơi. Con đừng lại như vậy, tổn thọ ông. Ông biết là con rất ngoan chứ đâu phải là không ngoan. Nhưng tại, ủa sao nó lại hoài vậy? Nhưng con nên nhớ một điều rằng, sống trên đời này phải tôn trọng người lớn kẻ nhỏ nha con. Trời, tôi thấy cho làm hơi quá rồi, cho. Kệ cha, trước sau gì cũng bị đuổi đi mà, làm lần đi. Trước sau cũng bị đuổi hả? À. Cho tôi ké miếng. Mất dạy. Mất,
Đi về đi con. Thôi được rồi, nó đã ngoan ngoãn rồi. Cảm ơn con rất là nhiều. Con không ngại, con đứng đây con coi ông dạy cháu ông chứ. Dạ không sao, ảnh hư thì ông cứ dạy. Thằng cực, mày có ngại là mày đứng đây mày coi tao dạy con mày không? Dạ thưa ba, con đẻ ra con mà con già không được. Giờ có ba già rồi, xin ba già lao lao chút. Vậy thì vô lấy cây thượng phương bảo kiếm ra đây cho bà. Cái gì? Làm gì có thượng phương bảo kiếm cho? Vô ngay chỗ cái tủ tôi có cái miếng vàng vàng đẩy lên đó hốt ra đây. Ngồi im đó đi, nằm vô trong chiếu này đi. Nhanh đi. Thượng phương bổ kiếm ta. Cái gì thấy ghê vậy? Ông nội nói cho con biết, quốc có quốc pháp. Dạ có dạ heo. Cái gì vậy? Dạ có dạ quý. Đúng vậy. Gia đình nhà này đánh cháu con chỉ ba roi thôi, nhưng nó sẽ thấm vì những lời giáo huấn. Bây giờ ông nội sẽ lấy giáo huấn của dòng họ này để dạy con. Rồi thứ nhất ông nội đánh con về cái tội mà coi người lớn không bằng mình. Đi đêm đi hôm về người lớn đang ngủ bấm chuông kêu mở cửa. Quất con của nhà. Dạ có do heo. Mày dạ quý. Cái gì mày? Mày kỹ cái gì? Hả? Cái đôi này đánh gì tội gì chứ? Cái đôi này à, buồn buồn quýnh chơi được không? À, ta đang nằm kèo trên mà. Rồi thứ hai, ông nội đánh con về cái tội mà tụi tao già rồi, vì tiếc có vài chục ngàn mà mày đem đồ biểu tụi tao phải giặt tay. Mày nhưng mà dạ thưa ba, mình chỉ nên khoan hồng tha thứ cho những kẻ biết trở về khi lầm đường lạc lối, còn những thằng mắc dạ chống cự thì quýnh chết cho hắn đi ba. Là không, cái đội này tội gì chứ? Đánh theo yêu cầu người hâm mộ. Rồi thứ ba, từ nay trở đi mày phải tự nấu ăn nấu uống, đừng hành hạ ông nội với cha mày nữa, nghe chưa? Rồi thứ ba. Rồi thứ ba, ba rồi thôi. Tôi nãy giờ đánh ăn rồi đó. Mày cãi hả mày? Sao đánh gì? Rồi. Mày cãi nè, nó chống cự. Dạ. Con đi về đi, đừng yêu nó nữa. Dạ. Nằm im không? Dì gái mày nằm im hả mày? Mày ngồi hả? Mày nằm vô trong đó. Ba cho con xin ý kiến. Ý kiến gì? Từ nãy tới trừ ba cầm đua ba quýnh tha thiết, con ước một lần được làm như vậy. Đây thượng phương bảo kiếm sẽ trao về cho con. Đông lúc cạch mi hay quất đi đừng hài ngôn. Con đã hoàn thành ước nguyện trả lại cho ba. Vô trong kia lấy cái bản hợp đồng ra đây cho ba. Lấy hợp đồng. Mày vuốt cái gì? Đau quá. Ông nội đánh con, ông nội còn đau hơn con nhiều. Ba, đây là hợp đồng. Lấy cái hợp đồng. Thì đây cái hợp đồng. Trời ơi, cái hợp đồng là cái giấy hợp đồng. Đem cái hợp đồng ra chi vậy không biết. Ông nội còn đau hơn con nhiều kìa. Đây, đối với mày phải dùng cái này.
Ký vô đi. Ký vô không cần coi đâu. Ký đi. Ký đi. Được rồi, chữ ký của nó đã xong, giờ chỉ cần nhân chứng. Con ký vô làm nhân chứng giùm ông được không? Dạ con ký. Ký vô đi con, ký ngay chỗ này. Dạ. Đó, rồi xong. Tao ký nữa là xong. Ôi hay quá, không biết chữ mà ký đẹp như tiên. Chữ thật. Xong. Mọi chuyện đã xong. Rồi đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên đi, cho lấy cái này coi. Alo. Dạ, dạ, tôi nghe ông bà chủ. Dạ, dạ, cậu chủ ơi, cậu chủ bị đánh. À không, cậu chủ đang đánh bóp vết hơi. Dạ. Đây. Alo, bà má hả? Con nè, con Lạc nè. Bà má gì đây coi? Hai cái người làm mà ba má thật cứ thương yêu đó, đang làm nhục con trước mặt bạn gái nè. Được rồi, được rồi, con biết cách tính mà. Lộn chi mà xếp đồ đó cho. Thì đi chứ chi. Đi đâu? Đi ra ngoài đường chứ chi. Thế nào nó cũng đuổi mà, xếp trước các anh. Xếp lẹ đi. Dạ, thưa cậu chủ. Sống là phải có trước có sau. Chú em đi. Trước tôi ở nhà cậu chủ, còn khúc xa thôi ra công viên. Thôi đi cho rồi. Đứng lại. Mấy chú tưởng mấy chú đi về là dễ dàng quá sao? Ha, chú đánh tôi, xí nhập tôi trước mặt bạn gái. Chú tưởng tôi bỏ qua hả? Được, mà chú muốn đi, không cần chờ đâu. Hai chú lập tức dọn đồ đạc đi ra khỏi nhà tôi đi. Khoan đã, không có được. Hai bác không trời phải là. Trời ơi, đây mới là người nè. Hai bác khổ lắm con ơi, hai bác khổ lắm con ơi. Bây giờ già cả rồi, không có nơi nương tựa, phải biết đi đâu về đâu khi chương chiều đổ lạnh. Con à, Thôi đi. Anh Lạc ơi, anh không có được đuổi hai bác ra đường. Hai bác già như vậy bây giờ ra đường sẽ ở đâu? Em phải ông hành hạ thì em không thấy thương anh hay sao? Sao thương mấy ông? Nhưng mà hai bác già rồi, bây giờ đuổi hai bác thì hai bác đi đâu, ở đâu? Đúng rồi cô, giờ ở nhà này lâu quá rồi, giờ đang đâu biết ở đâu, khổ lắm cô ơi. Thế nhưng không? Mà giờ thôi cũng phải đi thôi chứ giờ sao giờ. Hai bác nuôi anh khôn lớn tới ngày hôm nay mà, anh đừng đuổi hai bác đi, tội nghiệp lắm. Không nghe đâu. Đúng rồi, giờ chừng nghe rồi đâu. Cô vui cửa núi tới sáng rồi không nghe đâu, biết rằng không? Sao? Quen hai năm hốt hoàng rồi. Hốt hoàng giờ muốn bỏ người ta rồi, nó không có nghe đâu. Anh Lạc. Không nghe đâu. Không có được để hai bác đi. Đi, đi, mình đi cho rồi. Thôi được rồi. Nể lời bạn gái tôi, vì tình yêu của tôi cho hai chú ở lại. Nhưng mà cái tội đánh tôi đó, từ từ tôi sẽ tính. Tôi không có bỏ qua đâu. Ha. Kể từ ngày hôm nay, lương của mấy chú tôi sẽ cắt xuống. Ngày lễ, ngày Tết không có thưởng gì hết. Được chưa? Mùng tám tháng ba không thử luôn hả? Có liên quan gì tới chú? Hả? Quay, quay, quay. Điều thứ hai nữa, tôi cấm hai chú lấy đồ quay mặt gì? Đồ đi, đồ cái áo vest là của ông chủ. Ông chủ đi Mỹ rồi, để lại cho tôi. Còn chú cũng lấy áo bà, của ba tôi mặc đúng không? Không, áo này của bà chủ mà. Trời ơi, áo má tôi mà chú lấy thì được. Có cái bà bỏ lắm. Nhưng mà không sao đâu. Ông sao ông sợ sệt như vậy? Tại cho nó cho, nãy tôi nói là vừa phỏa thôi. Quýnh người ta là quýnh thoa thiết luôn. Bây giờ ông cứ yên tâm đi. Yên tâm con khỉ, cái tiền rồi. Cái tiền rồi lấy gì mà sống? Ông cái gì ông cũng nhớ hết, con cái ông quên à. Quên cái gì? Cái hợp đồng. Ký hợp đồng đàng hoàng rồi. Thế nè. Hợp đồng mà cái điều khoản có chi đâu mà. Sao không có? Trời, xin lỗi là tôi biết chữ mà tôi giả bộ không biết không? Đạt nghe cô. Thế nè, điều khoản rất rõ ràng nha. Tiền lương sẽ lên gấp ba. Trời trời. Đúng rõ ràng, tại hồi xưa mình ở với ông chủ lớn, thấy không? Vàng lúc đó 500 ngàn một lượng một chỉ, mình lãnh lương 800 ngàn, mình ra mình mua được một tỷ mấy. Bây giờ vàng lên 5 triệu, nó cũng trả có 800 ngàn. Đi ra mua một phân vàng, ta còn đòi quánh ở trong mặt. Lương lên 3 lần, đồ đạc trong nhà tự dọn dữa, ăn uống tự lo. Hai ông già này chỉ có nằm hưởng thôi, tới tháng phải đưa tiền đàng hoàng. Đó. Còn cái ngôi nhà này nè. Ê, cậu tính giật nhà tôi luôn hả? Tôi đâu phải ăn cướp.
Tôi sao gì vô nhà chủ trong này đó? Tôi là người sống biết trước biết sau. Ngày xưa tôi ở với ông bà chủ như thế nào, tôi đàng hoàng như thế nào thì ông bà chủ mới để cho tôi ở lâu như vậy. Cái nhà này tôi đã ghi đàng hoàng. Tôi nói khi nào cậu đi thì cậu bán ngôi nhà này. À, tiền cậu có quyền mang theo, nhưng chỉ mua cho tụi tôi một cái nhà để ở dưỡng già. Đó vậy thôi. Trời ở đời. Tới hết đời. Khi nào tôi chết sẽ đưa di chúc cậu về lấy bán tiếp. Vậy thôi. Trời đất ơi. Đơn giản. Cái này cái gì? Hợp đồng hả? Hợp đồng. Chú cười quá à, chú Miền. Ai làm chứng là tôi ký hả? Em làm chứng. Đó. Nhân chứng sống sững sờ sờ. Bây giờ sao được chưa? Nếu không tôi đi kiện. Tôi kiện à. Thôi được rồi. Được rồi. Tôi sẽ làm những điều trong hợp đồng. Thấy chưa? Đó. Thì bây giờ nếu mà có nhà mình vậy là quá vui rồi. Vui cái gì? Hạnh phúc quá rồi. Tôi không thấy vui vậy hết trơn á. Ngày xưa là miền cực lạc thôi. Bây giờ có cô vui nữa là vui miền cực lạc. Trời ơi. Trời ơi. Ô xin là ông nội. Trời ơi. Tóc em thêm sợi bạc. Tóc mày thêm sợi bạc. Mày có tin là đầu mày thêm cái lỗ hối không? Tao cào một cái là từ đây ra sao ót luôn, mày tin không? Tao mày điên à, mày quay mày không quay mày lo mày soi gương. Tại anh kêu phải chỉnh chu chứ em quay phim em cũng phải làm. Tao chỉnh chu.